Hello hello, xin chào tất cả bạn và chào mừng tất cả bạn đã quay lại với channel của chúng ta. Ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho bạn một clip rất là hay. Đó chính là rất nhiều người rất thích cái cẩm nang lật keo và làm thế nào lại lật keo ở trong những cái trận đấu của mình đã làm trong thời gian vừa qua. Và hôm nay mình vẫn tiếp tục series đấy. Thì làm thế nào để lật keo khi team mình thọt và team địch thằng nào cũng xanh thì chúng ta phải chơi như thế nào? Thì trận thì như tất cả các bạn đã biết thì team của mình đã thọt 4 mạng ở phút thứ tư rồi. Và tương quan thì nói chung là hai đường trên và đường dưới thì nó thua thiệt hơn một chút, nhưng cái trụ thì vẫn còn đó. Khi cái trụ vẫn còn đó thì cái điều chúng ta nên làm là những gì ạ? Chúng ta sẽ vận dụng hết sức có thể ở giai đoạn từ phút thứ 1 đến phút thứ 7. Phút thứ 7 các bạn nhá, nên hiểu cho mình nhá. Chúng ta sẽ đi thủ bùa và đi farm và phản gánh. Chúng ta sẽ làm ba cái điều đấy thôi. Hết sức có thể của mỗi cá nhân các bạn nhé. Ví dụ bản thân của mình sẽ làm hết sức trong ba cái đường đấy, ba cái kiểu chơi đấy, đó chính là thủ đường này, phám rừng này, phám quái này và phản gánh các bạn nhé. Hết sức có thể các bạn nhé. Mặc dù là mỗi người sẽ có một kỹ năng khác nhau thôi, cho nên chúng ta không thể nào, mình không thể nào bắt các bạn là bắt buộc phải thủ được, bắt buộc là phải phản gánh được, bắt buộc phải làm như thế nào được, nhưng chúng ta sẽ làm hết sức ba cái điều đấy cho mình. Ôi mẹ, thằng bơ rái này mạnh thế. Các bạn nên nhớ cho thằng bơ rái này nó rất là mạnh. Cho nên cái giai đoạn đầu game thì thực sự các bạn đã biết cái rá nó thực sự nó vẫn chưa có một cái lượng sát thương tối yếu. Cái rá các bạn này, cái rá là một vị tướng ở giai đoạn đầu game ấy thì sức mạnh để mình đấm nái cho các bạn biết nhá. Chẳng hạn như các vị tướng khác thì sẽ tăng tiền sức mạnh theo cái hình tháng là 1, 2, 3, 4, 5, 5 là mắc có thể. Nhưng cái rá ở giai đoạn đầu game nó chỉ 1, 2, xong này 2 lại dừng. Sắp bắt đầu ở giữa game nó nhảy đến phút thứ 5 luôn. 2 nhảy đến 5 và nó sẽ không tăng tiền ở 3-4. Thì cái ra một vị tướng chỉ cần 1 đến 20 đô thì nó sẽ là một có một sức mạnh cực kỳ kinh khủng. Và mình sẽ nói quá một chút, cái ra là một vị tướng chỉ sở hữu 80% là một bộ combo là dùng chiêu 1 xong chiêu 2. Khi chúng ta đánh hết chiêu 2 chúng ta sẽ tải kích hoạt chiêu 1. Và nếu cần chúng ta sẽ tải kích hoạt chiêu 3 và chúng ta sử dụng. Đấy là cách sử dụng combo truyền thống nhất và nâng cao nhất, đó là 90% chúng ta sẽ sử dụng combo đấy. Còn ngoài ra sẽ có những cái combo khác nó sẽ kiểu không có tâm hơn, thì chúng ta sẽ sử dụng chiêu 2 trước, sau chúng ta sẽ sử dụng chiêu 1 bắt buộc chiêu 1 phải trúng người. Đấy là cái quan trọng của vị tướng Kera nhá. Rồi sơ qua hai combo đấy của Kera, các bạn đừng bao giờ quan trọng những combo khác. Các bạn chơi tốt cho mình hai combo đấy thì các bạn chơi sẽ tốt. Và ở phút thứ 7 đổ về, khi mà hai cái trụ của bọn mình đã hết chắc chắn rồi, không thể nào gọi là chạy được máy quá. Khi ở phút thứ 7 chắc chắn rồi, khi team thọt thì các bạn không thể nào là đòi hỏi các bạn sẽ thủ được đâu. Nhưng chúng ta thủ được cái trụ càng lâu càng tốt. Và để làm gì ạ? Để chúng ta cố kéo cái thời gian chúng ta đi farm có được 1 đến 2 build đô, và hiện tại mình có 2 build đô rồi. Thì cái lượng sức mạnh của mình nó vượt lên đáng kể đó. Thì lúc đó chúng ta sẽ làm gì ạ? Khi chúng ta làm qua được 3 cái bước đến ấy, thì cái việc chúng ta sẽ làm bằng những cái trận đấu mà mình hay hướng dẫn các bạn, đó chính là vào rừng của nó các bạn nhé. Chúng ta sẽ di chuyển vào rừng của nó từ phút thứ 7 trở đi. Và đấy là phút thứ 7 thôi. Đấy là cái giai đoạn khi xáo trộn cái sự di chuyển của team địch thì là cái lúc chúng ta sẽ đi bắt lẻ nó. Và thành bại hay không ấy. À đây văn hèn. Rồi một con bò chết, một em. Tiếp. Rồi, thằng tí nỉ. Rồi, chào em luôn, chiêu 2 hồi, rồi, chào em luôn. Combo hồi tiếp, chơi 1 này, chiêu 2 này, chơi luôn, bắn xương luôn. Đấy, bá mà. Các bạn thấy chưa? Từ phút thứ 7 trở đi thì chúng ta phải di chuyển vào trong rừng. Tại vì sao? Thương các bạn nói là, anh ơi, sao những clip trước em thấy anh vào rừng ở giai đoạn là đâu game mà anh? Không em ơi, đó là anh đi cướp rừng em nhé. Còn đấy là cái mà một trận đấu thọt và chúng ta phải lật keo. Thì anh khuyến em từ phút thứ 7 rồi đi, chúng ta sẽ vào rừng nó bắt lẻ. Và cái tuyệt vời hơn nữa là khi hai cái trụ chúng ta bị mất, khi hai trụ chúng ta bị mất thì cái xáo trộn là cái sự di chuyển của nó. Và team nó sẽ đảo, đường rồng sẽ đi đường kinh công, mà kinh công sẽ đi đường rồng. Thì chúng ta sẽ tiền thể bắt lẻ nó dễ hơn nhá các bạn nhá. Đấy, phải đạt điều kiện là cái trụ chúng ta mất. Mình nói như thế này không phải là chơi tí binh thọt để chúng ta ấy đâu, nhưng mà cái thế trận nó bị như vậy rồi thì chúng ta sẽ đánh theo cái lối này, đánh đấy. Cứ phút thứ 7 chúng ta sẽ vào rừng của nó. Nếu không làm được gì thì chúng ta cũng sẽ đi farm đường thôi, nhưng chúng ta vào rừng ưu tiên bắt lẻ ở trong rừng, không bao giờ được đánh nhau ở ngoài đường, trừ khi
trừ khi chúng ta bắt lẹt nó nhé. Không bao giờ đánh nhau và hạn chế combat tổng triệt để nhất có thể. Cái anh Eron này. Rồi, chiêu 1, chiêu 2, chào anh luôn. Các bạn thấy đám to chưa? Đám thực sự rất to, con này nhảy chỉ 1 cho đến 5 điểm luôn, chứ không bao giờ có 3, 4 điểm các bạn ạ. Rồi các bạn, ok, đơn giản. Và mình sẽ nói quá một chút cho các bạn biết được rằng là vì từng kết ra hay quá nhỉ, tối mạnh đám tố vai trưởng ạ. Đấy, vừa rồi thì mình đã đặt 2 triệu bốc cứu và mình sẽ nói tiếp những cái nâng cao và chủ yếu nhất cho tất cả các bạn biết này. Khi muốn lật cao một trận đấu, chúng ta sẽ phải có hai cách chơi rất là đơn giản. Cách chơi thứ nhất, đẩy lẻ 3 đường. Và cách chơi thứ hai là chúng ta sẽ phải bắt lẻ nó. Phải gọi là như nào ta? Phải là chặn được cái sự tấn công của team địch. Từ cái pha này, mình có băng sướng nha, mình bình tĩnh, còn băng sướng đấy, dùng. Rồi, combo. 1 2 chết. Đấy, đơn giản các bạn, cực kỳ đơn giản nhá. Và mình sẽ nói tiếp, ở cái lật keo chúng ta chỉ có 2 bước để chúng ta lật keo thôi, hai cách đi. Đó chính là đẩy lẻ. Khi các bạn dùng những vị tướng Nakaroth thì đơn giản chúng ta sẽ đi đẩy lẻ 3 đường. Rồi chúng ta sẽ khi quái cá chúng ta sẽ bắt lẻ. Còn cách thứ hai đó chính là chúng ta sẽ đi bắt lẻ nó trực diện luôn vào trong khu rừng của nó. Chúng ta sẽ có hai cách để chúng ta lật keo được. Thứ nhất, đẩy đường. Nó sẽ giúp chúng ta như nào ạ? Chúng ta sẽ đẩy lui được team địch không thể tấn công mình trong khoảng thời gian ngắn. Đấy. Và khi chúng ta cùng giết lẻ bắt lẻ là như nào? Cùng đẩy team địch về khiến trận đấu kéo dài đã để chúng ta có thời gian đồng đội mình có thời gian để chúng ta có thể lật keo hơn. Đó là hai cách để chúng ta lật keo. Và cách ngày hôm nay mình sẽ sử dụng cho vị tướng gây ra đó chính là cách bắt lẻ. Cách bắt lẻ ở trong rừng thì mình sẽ tận dụng ở trong phút thứ 7 trở đi, khi hai cái trụ của mình mất thì mình sẽ đi vào rừng của nó và làm một phát triple kill, thì chúng ta sẽ hạn chế được cái sự tấn công của team địch. Thủ nha là gì? Thủ nha là chúng ta sẽ cấu kéo hết sức cho đồng đội của mình ngang cái lượng vàng hoặc là sấp xỉ cái lượng vàng ngang đô của team địch. Đấy, khi chúng ta bị thọt thì đồng nghĩa chúng ta bị thọt đô. Đấy, khi chúng ta gặp một trận đấu khó thì đồng nghĩa việc đồng đội của chúng ta bị thọt đô, thua thiệt hơn nó. Thì làm thế nào để mang tính chất cân bằng lại? Thì đó là cái cách để chúng ta mang lại cân bằng cho đồng đội. Thì về late game có thể là combat 50-50, 50-50 các bạn nhá, 50-50 đấy, chứ chưa nói là win đâu. Lật keo rất khó. Đấy, chứ không phải các bạn cứ nghĩ là chúng ta làm những bước này chúng ta 100% lật keo là không. Không có đâu, bởi vì vốn gì đồng đội của chúng ta đã thua ngay từ đầu rồi. Thua là thua ở kỹ năng đâu. Chúng ta chỉ làm hết sức để mang trận đầu ngang bằng 50-50 thôi. Còn đã kỹ năng thua ấy, thì về late game đồng đội mình kỹ năng là yếu thì đánh kiểu gì cũng thua thôi. Nhưng đồng đội mình có đô còn hơn là một mình đánh nắm từ đầu đến cuối là khó. Đấy, cho nên các bạn phải cân nhắc nhá. Đừng bao giờ ảo tưởng về cái chuyện là chúng ta cho chúng nó có đô rồi thì chúng nó sẽ mạnh. Không có đâu. Kỹ năng team mình đã yếu thì cho dù full đô nó cũng phải xe như vậy thôi. Chẳng qua nó sẽ mạnh hơn thôi. Ví dụ combo trúng thì nó sẽ mạnh hơn thôi. Đấy, các bạn cân nhắc mình điều đấy. Và cái bước tiếp theo ấy là quan trọng nhất là bản thân của chúng ta thôi. Khi chúng ta là một người gánh team thì chúng ta không bao giờ gọi là phụ thuộc vào đồng đội của mình, chỉ phụ thuộc vào một tí tèo tèo thôi. Đấy, còn các bạn mà chắc chắn là combat các bạn không giết được người thì các bạn phải xác định là các bạn thua đi. Đấy, ô cái bờ rái này mạnh vãi trưởng ạ. Kiếp cái chiêu bán bờ rái nó siêu mạnh luôn nhá. Bờ rái là một vị tướng nó thực sự là mình phải cân nhắc về nó đấy, không bao giờ được chủ quan về nó đâu, nó rất là mạnh. Rồi mình sẽ chốt lại cho tất cả bạn những clip khi team của chúng ta thọt thì chúng ta sẽ làm gì ở những giây phút đầu tiên ạ. Thì tầm phút thứ 7 thứ 8 đấy, mình sẽ nói bởi vì nhiều trận đấu sẽ xảy ra nhiều tình huống khác nhau. Phút thứ 7 thứ 8 đổ về đến phút thứ 1 thì cái việc ba bước nó sẽ làm đó chính là giúp cho bản thân mình phám thật tuyệt để này. Từ cái pha này từ bình tĩnh mất bắn sướng rồi, cái pha này mình vào hơi bị lố một chút. Giúp cho bản thân mình sánh này và chúng ta sẽ tận dụng hết sức để thủ đường cho đồng đội nhé. Thủ đường phản gánh để giúp cho cái trụ của chúng ta giữ càng lâu càng tốt. Vốn gì cái trụ của chúng ta sẽ mất, nhưng mất càng lâu là điều giúp chúng ta có thể có thời gian để được phám và không bị công nha. Đấy. Và khi mà hai cái trụ của chúng ta ôi may quá. Khi cái trụ chúng ta bị mất ấy thì là cái việc cái phút thứ 7 thứ 8 là cái lúc chúng ta sẽ đi vào rừng nó. Vào rừng để làm gì ạ? Để chúng ta bắt lẻ. Và khi bắt lẻ được 1 đến 2 thằng thì đồng nghĩa chúng ta sẽ có thêm thời gian trận đấu
mà có thêm thời gian trận đấu thì giúp chúng ta xanh hơn, và giúp chúng ta xanh hơn thì sẽ có những khoảng thời gian trống để chúng ta sẽ làm việc. Đấy, trận đấu này thì team mình đã đi vào cái quỹ đạo của mình nhờ đến cách thứ hai của mình chơi trong những cái cẩm năng lật keo, đó chính là bắt lẻ trong rừng của nó, và sẽ giúp cho đồng đội của mình, các bạn thấy chưa? Đồng đội ở chả chả như nó 1902 thì không biết trong đùa của mình là có xanh hay không chứ. Nhưng không sao, không sao. Cái game này do mình ăn hơi nhiều một chút các bạn nhé. Nhưng mình nghĩ đồng đội mình có khoảng thời gian farm đâu. Nhưng mà này dư mình farm hết thì đồng đội được farm ta? Không cần biết. Game này mình sẽ làm hết đấy. Nói chung là ví dụ như là gặp các bạn ấy, các bạn sẽ hạn chế ăn màng một chút nhá, bởi vì do mình làm clip các bạn phải hiểu và thông cảm những cái người làm clip như mình. Mình thực sự không muốn ăn đâu, mình rất muốn nhường mảng cho đồng đội, nhưng các bạn phải hiểu một cái gì đấy. Mình muốn ăn thật nhiều mảng các bạn ạ. Nhưng gặp các bạn phải nhường nhá. Đấy. Khi các bạn ăn được tầm 19 mảng ở trong mồm rồi thì cái việc các bạn nhường cho đồng đội lại là cái điều tất yếu nhá, chúng ta không được tham nhá. Các bạn không được học theo mình đâu. Đấy, bắt đầu từ dư mình sẽ nhường mảng cho đồng đội này. Đây rồi, nhường. Ôi, không nhường được anh em mà đám to quá, mới chấp nhận thôi. Thôi không sao, cái phá sau mình sẽ nhường. Đấy, và hy vọng các bạn mình sẽ làm những cái từ từ một nhá. Sẽ làm mức độ khó tăng dần. Mỗi clip sẽ có những cái lật keo tăng dần các bạn nhé. Cho nên các bạn yên tâm. Và hôm nay mình sẽ có một món quà nhỏ nhỏ để dành tặng cho tất cả các bạn này. Mình sẽ ra một câu hỏi và sẽ tặng cho các bạn nào được trả lời đúng và được nhiều lá nhất ở trong phần bình luận đấy. Thì mình sẽ xin số điện thoại và sẽ liên hệ để tặng các bạn một cái nick quay random 50.000. Nhiều chưa? Quá nhiều luôn các bạn ạ. Mình thề các bạn là 50.000 quá nhiều luôn. Chẳng qua đó là một cái vui vui thôi, chứ các bạn đừng quan trọng tiền bạc nhá. Đấy, câu hỏi là để mình suy nghĩ nào. Câu hỏi là rồi, ok, khá đơn giản thôi. Là Cường Lao, mình ấy đã từng cầm Nakaroth lên top mấy của server ở mùa 2 hoặc là mùa 5, mùa 6. Đấy, câu hỏi là khá đơn giản, tôi dành cho những bạn nào kiểu là lâu đấy nhá. Mình đã cầm bị được Nakaroth lên top mấy server. Đấy, nếu bạn nào mà trả lời đúng và nhiều lá nhất thì mình xin dành tặng cho bạn đó một cái nick ở trong shop mưa sướng.vn các bạn nhá. Rồi, và bây giờ thì ok, bây giờ thì các bạn hãy tập trung xem trận đấu nhá, và mình sẽ tập trung đánh. Ok. Like you be strong to hold the powers of the sun. To dream, believe in strength, now I'm the only one. Only one. You all from the air.
superhero.